Hello, xin chào các bạn. Nhắc tới Tây Nguyên, không ít người trong chúng ta đều mường tượng ra một nơi mà với những con đường đất đỏ ba gian, mùa nắng thì ngập đầy khói bụi, mùa mưa thì bùn lầy lội. Tuy nhiên, Tây Nguyên còn rất nhiều điều thú vị khác, mọi người ơi. Một trong những điều thú vị đó là những ngọn thác trải dài khắp các tỉnh của Tây Nguyên. Hôm nay, mình rất vui khi được gặp lại mọi người trong một video giới thiệu về phong cảnh đẹp của Tây Nguyên. Phong cảnh đẹp đó là thác Già Làng hay còn gọi là thác 79 mọi người ạ. Hiện tại mình đang ngồi ở đầu nguồn của thác Già Làng. Nơi đây ngọn nước sẽ chảy xuống đầu của ngọn thác. Bây giờ thì mời mọi người cùng theo chân mình để hiểu rõ hơn về thác Già Làng nha. Let's go, bắt đầu thôi. Đây, các bạn thấy đẹp không ạ? Đây mình thấy con nước kia rồi. Con nước đó mình phải đứng ở đó thì mình mới thấy cái vẻ đẹp của nó, ở cái sức mạnh của con nước nó như thế nào. Trượt chân luôn. Đây mình này anh làm từ hôm qua hay là hôm nay anh mới làm anh nhá? Hôm qua. Cảnh ở đây đẹp ghê á. Hai ngày nữa hả? Mới xong rồi. À. Ừ, cái này là mai, chắc mai một ngày nó mới xong đấy. Nhưng mà làm này mùa mưa thì thoải mái cá ăn. Mình đến đây mình khá là bất ngờ với vẻ đẹp hoang sơ của ngọn thác này mọi người ơi. Xung quanh thác còn rất nhiều rặng tre này. Để mình tiến lại gần cho mọi người cùng theo dõi này. Hồi nãy thì mình có hỏi hai các anh, hồi nãy thì hai anh có chia sẻ là rừng ở đây là những bụi tre này thuộc về rừng cộng đồng mọi người ạ. Của người đồng bào Mờ Nông. Đây mọi người. Đó. Các tre còn giữ lại được rất nhiều. Đây. Mình tiến ra phía xa xa kia nha, mình nhìn thấy chỗ xa xa kia rất đẹp kìa. Cái rặng tre này này, các bạn thấy không? Chỗ này rất là rộng nha mọi người. Đây này, cái chỗ mình đang đứng này rất là rộng, là chỗ này tầm khoảng vài trăm mét vuông á. Đây này các bạn, chỗ này mà các bạn đi du lịch xa rồi các bạn cắm trại nghỉ ngơi lại picnic dã ngoại thì rất là tuyệt vời đó. Chỗ này rộng lắm này, chỗ này tầm vài trăm mét vuông á. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình để xuống dưới đầu nguồn của ngọn thác nha. Này, theo con đường này vào này. Hồi nãy thì mình có hỏi hai anh, hồi nãy mình có gặp đó, hai anh ấy có chia sẻ là sở dĩ vì sao mà nơi đây được gọi là thác Già Làng.
Theo như lời hai anh chia sẻ là ngày xưa ở nơi này á, là nơi ở của rất nhiều già làng, của các những người đồng bào Mần Ông mọi người ạ. Từ đó trở đi thì người dân xung quanh đây gọi thác này là thác già làng luôn, hay còn có một gọi tên gọi khác gọi là thác 79. Thác hôm bữa mình đi tham quan thì là thác 72 Đắc Đờ Lun, còn thác hôm nay mình đi là thác 79 già làng mọi người. Tôi mới vào này. Mọi người đi cắm trại ở đây thì theo con đường này vào đấy cũng được này. Vào rồi tới thác rồi cái đầu ngọn thác rồi ngồi trên cắm trại cũng được. Các bạn có nghe rõ tiếng chim hót không ạ? Đó. Ở đây tiếng chim hót rất là to. Chim hót véo von cả ngày luôn. Đây các bạn ngồi đây, ở đây các bạn nghe rõ tiếng thác chảy chưa? Đấy. Con thác chảy xuống tạo thành một tia nước rất là đẹp. Đây để mình tiến lại gần đây mình quay phim cho các bạn theo dõi nha. Các bạn thấy đẹp không ạ? Các bạn phải đứng ở đây các bạn mới nghe rõ được tiếng nước thác chảy. Nước thác chảy không phải róc rách nhỏ nhỏ mà là cái nước chảy rất là lớn luôn á. Cùng với tiếng chim hót nữa này. Này, đây là đầu của con thác này. Đứng đây thì các bạn có nhìn rõ này, nguồn thác chảy này, nguồn nước từ thác chảy đi thẳng xuống dưới này. Đó. Đó, xa xa đó, thẳng dưới là những con suối này đó. Bên trái mình là thác Trường Xuân, bên phải mình là thác Quảng Tân đó. Ở đây mình còn thấy một cái ống lấy nước để tưới cây nông nghiệp này mọi người. Đó. Quận ống 60 này mọi người. Cái ống này để lấy nước để tưới cho cây nông nghiệp đó, cây cà phê cũng như cây trái đó. Các bạn tới đây du lịch dã ngoại các bạn có thể cắm trại chỗ này cũng được này. Cắm trại rồi ăn uống rồi nghỉ ngơi chỗ này cũng được này. Đây, các bạn phải đứng đây các bạn mới thấy rõ độ nguy hiểm của nó này. Không biết trong video các bạn còn nghe rõ giọng nói của mình không ạ? Các bạn phải đứng đây các bạn mới nghe được, thấy rõ được cái độ mức độ nguy hiểm của ngọn thác nó như thế nào các bạn ơi. Đây.
Ở đây có rất nhiều phiến đá tạo nên những hình thù rất là đẹp. Có hình vuông, có hình vòm có, và hình cong có luôn, rất nhiều luôn mọi người ơi. Nè. Bên này chỗ mình đang quay là đất của xã Quảng Tân này. Còn bên này của ngọn thác này. Bên này này. Bên này của ngọn thác là thuộc xã Trường Xuân này. Các bạn thấy không? Nè. Nó chảy xuống này, tạo nên cái hơi sương nó bắn khắp mặt mình luôn, và một cảm giác rất là hưng phấn luôn, thoải mái luôn này. Mình tiến lại gần hơn chỗ tảng đá kia nha. Tảng đá này chắc là có rất nhiều bạn đã đứng đây chụp hình rồi. Chỗ này rất nhiều bạn đã ngồi đây chụp hình, thấy cái dấu cổ cốc, rất nhiều người đã ngồi đây chụp hình. Đó, rất là đẹp nha. Như vậy là mình đã tham quan xong và mình lên rồi mọi người ơi. Thác Già Làng là một địa điểm du lịch rất là đẹp và hoang sơ. Tuy nhiên còn khá là ít khách du lịch biết tới nơi này. Mong là trong tương lai thì khách du lịch sẽ tới nơi này nhiều hơn. Vậy video đã cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây mọi người ơi. Rất mong mọi người nếu thấy video hay thì hãy nhấn like, comment và quan trọng nhất là chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.